Kính thưa quý khán giả, ngày 11 tháng 3 năm 2023 vừa qua, hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham gia hội nghị có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm sản xuất trong nước đạt chất lượng cao, nhất là các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của các địa phương, tạo cơ hội cho các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, kết nối và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cũng trong khuôn khổ hội nghị kết nối giao thương, các doanh nghiệp, hợp tác xã cơ sở sản xuất các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã trưng bày giới thiệu sản phẩm tham gia kết nối với các nhà phân phối thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó có 46 sản phẩm của doanh nghiệp các tỉnh thành trong vùng ký kết với các nhà phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị. Vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của các bên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của từng địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thống nhất một số nội dung hợp tác phát triển, xúc tiến thương mại, đầu tư các lĩnh vực như thương mại, công thương, xúc tiến đầu tư, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông và các hoạt động an sinh xã hội. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông Cửu Long có gắn kết hết sức mật thiết và quan trọng có tác động qua lại về mọi mặt về sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh không thể tách rời mà phải kết nối chặt chẽ với sự phát triển của từng địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Củ Long của chúng ta. Chúng ta trong quá trình hợp tác, chúng ta cũng hết sức quan tâm để phát triển các cái năng lực nội tại của vùng. Ví dụ như chúng tôi thấy ở đây có cái liên kết ABCD, chúng tôi thấy có một cái diễn đàn là Mekong Connect, À, chúng ta có các cái hiệp hội doanh nghiệp ở các địa phương thì chúng ta làm sao chúng ta nâng cái năng lực và phát huy hiệu quả của các cái cái cơ chế này để chúng ta thúc đẩy cái sự hợp tác của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Đó. Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Với tình hình kinh tế xã hội trong nước dự báo tiếp tục ổn định và phát triển, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài đang diễn ra ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Đòi hỏi phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm việc, cách sống, đẩy mạnh cải cách thể chế càng mạnh mẽ hơn.